Chào cả nhà trở lại. Vận chính do hỏa quản, ngành nghề ăn nói, ăn uống, công nghệ, truyền hình, nhiều cơ hội phát triển hơn. Con người sẽ siêng năng tu tập vì gặp nhiều biến động trong cuộc sống. Tuy nhiên, hỏa sẽ phát huy sau 2025. Năm Thìn sẽ có những biến động gì? Và vận chính cửu tử sẽ có những hung họa ra sao? Khải Toàn xin chia sẻ theo phong thủy học. Tuy nhiên, tất thảy dựa vào sự cộng nghiệp mỗi vùng. Giáp Thìn theo ngũ hành năm này hội đủ Mộc, Thủy và Thổ, vận chính thuộc hỏa, tức yếu tố kim hoàn toàn bất lợi. Năm này nhiều cơ hội cho nhiều người vì Thìn vốn biến hóa. Năm Giáp Thìn, giáp hành Mộc, nửa đầu năm do Mộc quản, nửa cuối năm do Thủy Thổ quản. Người khuyết Thủy, Mộc hoặc Thổ là mệnh có nhiều cơ hội hơn còn lại. Thủy vượng đại diện cho ngập lụt, đại diện cho tham lam. Ví dụ trước 2007, triều cường đo được tại các trạm luôn dưới 1m5. Tuy nhiên từ 2008 trở đi, vì biến đổi khí hậu đã xuất hiện nhiều nơi triều cường cao đạt tới hơn 1m8. Những vị ở nơi vùng trũng nên lưu tâm phòng chống ngập. Trong mệnh lý bát tự, một gia đình có nhiều người sinh cuối năm thường là dư thủy thiếu hỏa. Ngôi nhà thường ẩm thấp hơn, dễ phát sinh những hiện tượng rò rỉ nước hay ngập lụt. Vào những năm có ngũ hành thủy, hiện tượng ấy càng dễ xảy ra. Phàm những người sinh cuối năm vào các tháng 11, 12 tháng 1 dương lịch thường dư thủy, đa phần là người giàu tình cảm, có lòng thương người. Vì dư thủy, kỵ thủy, năm Thìn không phải là năm tốt về tài lộc dù có cơ hội kiếm tiền. Năm Giáp Thìn 2024, Mộc, Thủy, Thổ quản, Thìn vốn là thủy khố, tức là kho của thủy, là cơ hội tài lộc với người sinh mệnh ngày Ất hoặc là Tân. Không tốt với người có năm sinh tháng sinh là Mậu Tuất, Canh Tuất và Canh Thìn. Thủy đại diện cho tài lộc lẫn hao tổn, ví như nước chảy tràn lan. Mộc đại diện cho quân tử, Thổ đại diện cho lòng từ và ban phát. Kinh tế nước ta bị ảnh hưởng bởi thế giới. Mỗi chúng ta có vận mệnh khác nhau, tốt xấu khác nhau, vẫn không thể nào vực dậy được một vùng, nói chi đến một quốc gia. Vì vậy, trong năm này, giữ được công việc an ổn đã là phước. Năm có nhiều thủy là cơ hội kiếm tiền tài và cả tổn thất. Thủy nhiều là nạn ngập. Thủy nhiều còn đại diện cho lòng tham. Tham là cội nguồn của đấu tranh, của đau khổ. Tham bắt đầu từ si mê. Si mê vọng tưởng sanh ra tham, tham không được nổi sân lên, thể hiện qua thân và miệng. Người biết giữ giới, điều phục được tham sân si trong lòng, không dễ bị ma chướng chướng ngại. Điều phục được ba nghiệp, thân, miệng, ý, không gì bằng trực chỉ hơn tu pháp mười thiện. Kinh mười thiện là một bộ kinh nhỏ dạy người đoạn mười ác, tu mười thiện. Từ năm 2024 vào 20 năm của vận chính. Năm đầu là Giáp Thìn do Mộc Thủy Thổ quản. Thìn là kho thủy, là nạn về nước. Tuy nhiên, bước vào từ năm 2025 trở đi, thế giới là cực hỏa. Vận chính cửu tử vốn thuộc hỏa. Năm Ất Tỵ 2025 thuộc Mộc hỏa. Và đỉnh điểm là hai năm 26 và 27, nhằm hai năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, cẩn thận nạn hỏa. Hai năm này là đỉnh điểm của hỏa. Hỏa vượng tốt với ngành nghề thuộc hỏa như công nghệ phát triển, con người sẽ nhiệt thành cống hiến nhiều hơn. Tuy nhiên, việc gì quá thịnh tức sẽ mất cân bằng. Hỏa thịnh tức con người dễ bốc hỏa, tâm tính dễ cực đoan, đấu tranh nhiều hơn thiếu từ bi. Càng bất lợi hơn với người sinh mùa hè vào các tháng Tỵ Ngọ Mùi, đa phần là tháng 5, 6, 7 dương lịch. Vì kỵ hỏa thiếu thủy. Một gia đình nhiều người sinh mùa hè kỵ hỏa ở cùng nhau, ngôi nhà dễ có hiện tượng oi bức, dễ nóng giận. Vận chính hỏa vượng, 3 năm Tỵ Ngọ Mùi hỏa vượng, nạn hỏa sẽ thường xuyên xuất hiện. Với môi trường là hỏa hoạn, với lòng người là sự đấu tranh cực đoan và nóng nảy. Người nóng giận là người mê lầm. Vì sao khi qua cơn giận, họ sẽ hối lỗi trước những hành động đáng tiếc? Mệnh một người vốn có những chủng tử nóng giận trong tàn thức.
môi trường và thời vận sẽ thúc đẩy hạt giống ấy. Có nhân tức sẽ có quả. Để điều phục được cơn giận, chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần pháp môn, cần phương tiện, cần thầy lành bạn tốt để dần loại bỏ những hạt giống bất thiện ra khỏi tàn thức. Pháp là phương pháp, môn là cánh cửa hay con đường. Vận chính hành hỏa, 3 năm tỵ ngọ mùi cực nhiều hỏa. Thời điểm tháng 6 2025 và tháng 7 2026 hỏa càng thịnh hơn. Vận có hỏa vượng, ngành nghề ăn uống, công nghệ chiếu sáng, truyền hình, sản xuất đồ nhựa, ăn nói đều phát triển. Hỏa vượng thì đề phòng nạn lửa, cẩn thận điện trong nhà, khu vực thắp nhang nên kiểm tra kỹ, chuẩn bị và kiểm tra bình chữa cháy. Ngày nay máy báo cháy rất là rẻ. Đó là những phương pháp đề phòng bên ngoài. Để phòng ngừa bên trong, chư vị nên hạ công phu tu học. Tu học hay tu hành là lấy đời sống hành vi hàng ngày ra tu sửa, chỉnh sửa ba nghiệp thân miệng ý. Người trẻ ngày nay rất dễ sân giận, sẵn sàng khẩu thiệt với người trái quan điểm. Khi vào vận có hỏa, sự việc này càng dễ phát sinh. Một quốc gia hay một vùng có nhiều người sân giận là do sự cộng nghiệp. Do sự cộng nghiệp, do sự chiêu cảm, còn do sự giáo dục của xã hội trước đây. Nếu Khải Toàn hỏi chư vị, chuẩn bị điều gì tốt nhất cho con cháu? Hầu hết không trả lời được thỏa đáng, trừ khi là người có công phu tu học. Nếu bảo rằng để lại cho chúng thật nhiều tiền là tốt nhất, xin lỗi chư vị, mệnh chúng không có tài khố, một đồng cũng không dùng được. Vì vậy, sự giáo dục từ gia đình và tôn giáo, giáo lý trong tôn giáo là hai nền tảng giáo dục tốt nhất, giúp con người trở nên hướng thiện, giúp con người trở nên an hòa, xã hội an vui. Khải Toàn chia sẻ bài này với mong muốn chư vị đoạn ác tu thiện, làm lành tránh dữ. Đại ý của bài là khuyến thiện vào năm 2024 cẩn thận nạn nước, đề phòng lũ lụt, cẩn thận lòng tham của con người. 3 năm tiếp theo, tỵ, ngọ, mùi, 25, 26, 27, cẩn thận nạn lửa, cẩn thận sự nóng giận của chính bản thân mình và những người xung quanh. Giảm nghiệp nóng giận bắt đầu từ pháp nhẫn. Pháp nhẫn bao hàm cả trì giới và bố thí. Người biết ứng dụng lục độ hạnh Bồ Tát là người biết bố thí. Biết bố thí, biết trì giới mới có thể nhẫn nhục. Bố thí là cho đi, cho tiền bạc, cho thức ăn là cho bên ngoài, cho sự cảm thông, cho lòng sân giận, xả bỏ hết những tiêu cực là cho bên trong. Trì giới là giữ luật lệ nơi mình đến, ôn hòa với luật ở mọi vùng miền và mọi quốc gia mình sinh sống và cả trong gia đạo. Đó chỉ là giữ giới bên ngoài. Với bản thân, ăn nói như thế nào, dưỡng sinh ra sao là giữ bên trong. Người biết trì giới và biết bố thí mới có thể bước lên nấc thang nhẫn nhục. Bằng không, nói nhẫn chỉ là ca thán cho vui. Hay nói, Bồ Tát là từ bi. Từ bi chúng ta thường nghe nói về tình thương, cho đi, giúp đỡ. Chư vị nên nhìn rộng hơn. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người đã là từ bi, vì không làm tổn thương người. Người có lòng từ bi, người khéo giữ khẩu nghiệp, người tu pháp nhẫn nhục, chính là linh đơn hóa giải sự sân hận trong vận hỏa. Và hóa giải cả khi ở giữa những người có lòng sân giận. Chúng ta không thể xoay chuyển được thời vận, không thể xoay chuyển được con người, nhưng chúng ta có thể xoay chuyển được tâm tánh của chính mình. Tâm tịnh thì mọi cõi sẽ tịnh. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.